Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Vào trong nhà mình sẽ kiếm súng cái đã. Phải kiếm được súng ngon cái đã anh em ơi. Lên trên nào anh em. Chắc là thằng kia ở dưới thôi. Đậu xanh mà chặt em ơi. Mày chặt em ơi. Mày chơi với anh là mày sai lầm rồi nhá. Ok anh em. Thằng này anh em đã thấy là nó sai lầm chưa? Sai lầm khi chơi với kẹo chưa anh em? Ok này. Vâng, hiện tại thì mình đã có được combo súng đó là Sky cộng với AWM rồi nha. Ồ. Thằng nào lấy xe chạy đi vậy? Mình sẽ vứt AWM đi và thêm vào đó là chơi Sky nhá. Ủa. Chặn luôn cả. Đây. Từ từ và mình sẽ kiếm thêm đồ coi anh em ơi. Để tạm giao nhá. Cái bệ phòng mới này thì lại tiếp tục được sử dụng nha anh em. OB15 thì bệ phòng nó có vẻ là to hơn này. Dùng nào các bạn ơi. Ui ui. Trông có vẻ là bệ phóng cao vậy anh em ơi. OB15 này cho nó cao chơi anh em ơi. Úi dồi ôi. Bắn cao. Ui nó nhảy cao chơi anh em ơi. OB15 trông có vẻ là bệ phóng nó nhảy cao hơn rất nhiều so với OB14 anh em ơi. Thế là hiện tại thì mình đã ở khu vực thung lũng rồi anh em thấy nhanh chưa? Có cái bệ phóng công nhận là tiện hơn hẳn này. Anh em qua khu nọ khu kia nó rất là nhanh nhá. Những cái khu nào mà có bệ phóng với nhau đấy. Ok đây. Mình sẽ ăn tạm cái nấm coi. Ác đậu xanh. Ác đậu xanh có người này. Ui. Em ơi qua đây em. Làm gì nhau? Câu lựu cả. Thế thì ghê rồi. Câu lựu như này thì ghê rồi. Ủa thằng này cũng chơi shotgun kìa. Mình có một ít rồi nên là cái này mình không cần nhá. Đây lượng tạm trang bị thế đi anh em. Còn lục 1500 thì mình sẽ vứt luôn nha. Mình không để lục 1500 để làm gì cả. Ok anh em. Chạy xuống phía dưới nào anh em. Ui. Để mình coi xem. Đang còn 35 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha các bạn ơi. Đây đây. Có phía này luôn. Đây ăn tạm cái này xem. Sử dụng cái hộp thông tin con nào anh em. Ủa. Ủa. Gắt vậy. Đang tranh thủ sử dụng một xíu nó bắt sấy cho mình SML. Anh biết thừa chú ở hướng 240 rồi nhá. Nó vẫn đang ngồi canh mình này. Mày canh tao đấy à. Có đây em. Thấy cái đầu chú rồi nhá. Cẩn thận là vỡ cái đầu nha em ơi. Cẩn thận là vỡ cái đầu nhé. Em không đùa đâu nha. Cẩn thận là vỡ cái đầu nhé em ơi. Nào. Cẩn thận là vỡ cái đầu nhé. Cẩn thận là vỡ cái đầu nhé. Thanh niên này anh đã nhắc rồi mà không nghe cơ. Cứ ngồi canh à. Vỡ đầu cho em. Úi dồi ôi ngồi canh này. Ngồi cạnh anh cho chú vỡ đầu luôn nhé. Bây giờ thì xanh mộ cho em ơi. Buồn cho em. Đây ok để mình xem tranh thủ mình lượm thêm từ máu này. Cũng như là lượm thêm được đạn súng tiểu liên này nha. Giảm thanh này ngon. Thế là trộm được cái giảm thanh của nó này. Tay súng 2, nòng súng 2, bắn súng 2. Ở đâu? Trang bị bắn súng 2 vào đây. Ok. Vứt cái bắn súng 1 đi nha anh em. Đu cấp trang nào các bạn ơi. Hello nha em. Ở đây thì kẹo xin chúc đoàn làm 1238 bạn xem live vui vẻ nhá. Wow, đu thẳng lên trên hẳn luôn. Ơ, có bên anh em ơi. Ở trên là ngay cái vùng Z zone anh em ơi. Nên là thôi, lên thẳng trên làm gì từ từ anh em ơi. Lên thẳng trên bây giờ là xanh mộ đấy. Đây, dùng thử cái hộp thông tin xem. Wow. Bo tiếp theo sẽ thu tại khu phía trên anh em ơi. Đèo đá thành phố biển với lại ngoại thành này. Ok, let's go. Cùng kẹo chạy và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng này anh em ơi. Đó, chạy thẳng lên luôn nha anh em. Đây, lên thẳng phía 120 nhá. Chúng ta đã gần đến với cái vòng bo dự đoán tiếp theo rồi nha anh em.
Nói chung là kẹo thấy là cái hộp thông tin nó cũng khá là tiện để cho anh em di chuyển vào bo. Theo một cái lối chơi hợp lý thì anh em sẽ dễ dàng top 1 hơn nhá. Ok. Đang tính chạy bằng xe lan nhưng mà sợ chết nên là lại thôi anh em ơi. Chạy bộ và kêu được bao nhiêu mạng thì kêu luôn nhá. Còn lại kệ. À có xe này. Có xe này các bạn ơi, thằng nào lái xe vậy? Ồ. Chạy nhanh vậy. Chạy nhanh như này ai chơi hả bạn ơi? Nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Ủa chúng nó câu lại với nhau này. Đây rồi anh em, như là ngay căn nhà gà này thì phải này. Ôi hổng sát này. Các bạn bắn nhau ghê vậy, các bạn bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Ngồi canh à? Bắt đầu cho em. Có đem, có giỏi có đem ơi. Có giỏi đến cho đem ơi. Này. Lên trên chơi cho vui nhé em. Nó vẫn đang ngồi phía dưới các bạn đây. Nào bạn ơi lên trên đi nào bạn ơi. Lên trên mình cho bạn xanh mộ rồi nhá. Đây là khi sĩ kẹo làm ninja nha mọi người. Lên đi em ơi, lên đi em ơi, lên đi em ơi. Nào. Lên đi em, ngại gì nữa hả em. Ủa nó chưa chịu lên này. Không lên trên à. Lên trên đi nào bạn ơi. Đây. Giây phút sĩ kẹo sắp chuẩn bị trở thành ninja rồi các bạn ơi. Ủa đấy con thần bên trên luôn cả. Gắt thật. À nó câu liệu lên này. Làm gì mà căng. Ồ. Qua đây. Đúng rồi qua đây. Đúng rồi qua đây. Đúng rồi qua đây này. Câu liệu lên cả. Ghê quá nhỉ. Thế này kẹo sợ rồi. Ghê như này thì kẹo sợ rồi nha em ơi. Mình sẽ tiếp tục lượm xác nha anh em. À thằng này có thêm bông keo này. 4x thì từ nãy giờ thì cả đã có rồi cơ. Mình sẽ lượm thêm đạn súng tiểu liên nhé. Tuyệt vời. Tầm này đạn này. Tầm này bông keo là ổn rồi nha anh em đấy cơ. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi sân mạng nào anh em. Ok. Anh em có thể thấy là bên dưới này là thính. Ui thính sáng bãi trưởng đây. Mình sẽ chạy xuống thính nha anh em. À đây. Đây là con xe mà chắc này anh em. Xuống xe. Đúng rồi có đem ơi, có đem ơi, có đem ơi. Có đem. Ui dồi ôi. Có đem ơi, có đem ơi, có đem ơi, có đem ơi. Xuống xe này. Ui xuống xe này. Ui xuống xe này. À chạy à. Chạy hả em em. Chạy hả em ơi. Không chạy lại cho chú sắp mặt luôn đấy chứ. May là nó chạy kịp anh em ơi. Nó mà chạy không kịp là xanh mộ với kẹo rồi nha. Nó đâu rồi các bạn đây. Lên phía trên cái đá hình như là nó ngay sau phía bờ tường anh em ơi. Ngồi tạm đây cái đá nhá. Ok. Chờ khí vùng đen gờ nó qua đi cái đá anh em ơi. Hình như là nó chết vì vùng đen gờ rồi thì phải. Các bạn ở trên đây ở ngoài cơ. Làm quả đã bị hạ rồi kẹo đã biết rồi nha anh em. Chắc là chết vì vùng đen gờ rồi phải không đây đây. Chạy ra ngoài xem là có sát nó không nhỉ anh em. Ơ tôi nhớ là có một đứa đứng ở ngoài cơ mà anh em. À đây. Hòm sắc nó đây rồi thì phải này. Trời ơi. Làm quả chết vì vùng đen gờ đắng cho em ơi. Đã thì đắng lòng cho em. Đây anh em. À, bây giờ thì mình sẽ chạy vào bo trước cái đã nha anh em. À, còn lại 13 người chơi nữa ở trong cái ván đó này nhá. À, và kẹo đã có được cho mình đó là 4 kill rồi nha mọi người. Bữa nay là bổ sung thêm nhiều cáp treo anh em, đu cáp treo thoải mái nha. Nhưng mà thật sự là đu cáp treo mà bị sấy cho thì còn nhận là FML và xanh mộ luôn nha em. Đấy phải gọi là xanh mộ luôn nhé các bạn. Ui 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 ui, ui gì vậy. Thằng nào chơi khăm bệ hạ anh em. Thôi kệ khỏi đu dây luôn. Có thể là nó đang ở phía dưới rồi anh em ơi. Kẹo nghĩ là có thể là nó đang ở phía dưới rồi đấy. Đấy nên anh em khỏi đu dây luôn nha.
Đu dây làm cái gì, tí lại bị đai thì hơi buồn nhá. Ok các bạn ơi, bữa nay là mình quay trở lại đây là sợ quá nhỉ anh em. Tôi là chết bị mìn, chết vì dã mìn hơi bị nhiều đấy. Ui, mình sẽ lợn lờ qua mấy khu này con nào anh em. Bo thu tại đây cơ mà. Ok các bạn ơi, đó, cứ qua đèo đá trước cái đã. Khả năng cao là bo sẽ thu tại đèo đá nha mọi người. Ủa đây đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà, bắn nhau à. Dựng bong keo cả gắt vậy. Dựng bong keo cả gắt vậy. Ok xanh mộ nha. Hẳn là dựng bong keo cả. Ủa anh em ơi, một đứa này, một đứa này, một đứa này, một đứa này, ngay sau bom keo nhé mọi người. Ok các bạn ơi, đây rồi. Kìa nó đang chạy này, nó đang chạy này. Nó đang chạy này anh em ơi. Nó đang chạy này anh em ơi. Tưởng gì ở mãi cho đấy à. Nó xong bom keo rồi nên là kệ thôi. Bây giờ mình cứ loot thêm đồ cả đã nhá. Đấy, làm gì cũng phải cẩn thận nha mọi người. Đây rồi. À đây này. Ủa đậu xanh này. Đậu xanh này. Đậu xanh này bạn đây. Đậu xanh này bạn đây. À sau hàng rào. Ok. Làm gì căng hả bà. Đây mình đứng tạm đây nhá. Đây rồi các bạn đây. Ủa 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 ủa. Bạn đây đừng. Đừng bạn ơi. Có giỏi qua đây bạn ơi. Nào. Cái này hơi bị lộ chân anh em ơi. Hơi bị lộ chân nhé, qua đây bạn. Nào qua đây. Mình dựng hai bong keo thì bạn bắn mình bằng niềm tin và hy vọng à. Ok nghe mày quấn phun màu cái đã nhá. Nó đang ngay trên tầng 2 các bạn ơi. Ok ok. Ui đậu xanh, ui đậu xanh, ui đậu xanh, ui đậu xanh. À máu đang bị thụt rồi anh em ơi. Ghê à nha. Bỏ trong trước cái đã làm gì mà căng. Đứng tạm ở đây cay nó này anh em ơi. Mình không thích team up nhé bạn ơi. Đừng gạ team up với mình. Có giỏi xuống đi bạn ơi. Nó sắp bo mình mà anh em. Đây. Nòng súng 3 đây rồi nha bạn ơi. Bạn chạy xuống bạn xanh mộ với mình rồi nha. Mình đang chờ sẵn nó rồi anh em ơi. Mình có đồng súng 3 cả mà anh em. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, làm gì vậy. Qua đây em ơi, nào. Qua đây, có giỏi qua đây cho chú xanh mộ rồi nha. Đúng rồi em ơi, có giỏi qua đây này. Không xanh mộ hơi phí nhá. Đang ngồi cái nó các bạn ơi. Đây là mình đang ở khá là gần bo nên mình không ngại đâu nha. Cho nó chạy là sấy ngay lập tức thôi anh em ơi. 8 đứa nữa cơ mà. Ui căng cái vậy các bạn ơi. Bo thu rồi kèo bạn ơi, chạy nhanh chạy nhanh. Đấy đấy đấy. Đúng rồi chạy đi em ơi. Ui bị ngay thằng phía trên sấy sức mặt này. Thế bật giảm thanh anh em ơi. Trang bị giảm thanh nhé. Ui hai đứa bên trên thêm áp với nhau cơ. Thế đi ghê rồi, thế đi ghê rồi, thế đi ghê rồi. Thế đi ghê rồi, ui. Thế đi ghê rồi, thế đi ghê rồi, ui. Thế đi ghê rồi các bạn đây. Thế đi ghê rồi các bạn đây, ok ok đây. Hai đứa bên trên chúng nó chơi team up với nhau anh em ơi, từ từ, từ từ. Thế kẹo chạy qua phía này cái đã. Anh em ơi, anh em. Ui ui. Anh em ơi, phần này là kẹo dối hết cả lên rồi anh em ơi. Đấy, có mày anh em, ui ui. Ủa đậu xanh. Từ từ bạn đây, đừng đừng. Đừng các bạn ơi, đừng như vậy. Các bạn ơi, đừng như vậy để mình còn máu cái đã nào. Đúng rồi, sẽ đi anh bạn ơi. Đúng rồi, sẽ đi anh bạn ơi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, kẹo chạy lên phía trên rồi nha. Vào đây, ngay phía sau có người nhá. Các có mày anh em. Nó lại cắt các bạn anh em. Ok đã xong. Tuyệt vời. Ui bo này còn tận 5 đứa cả. Ghê vậy. Ghê vậy sao chơi hả mọi người.
Đã nốt mấy quả bóng keo nha. Tôi trả xem bóng các kiểu này, giáp mới này anh em. Ok. Bây giờ là kẹo vào bo trước nha anh em. Không vào bo trước là tí xanh mộ nha, đấy đấy. Cứ phải vào bo trước cái đã, còn lại kệ cho nó nha. Ủa? Đây à? Tưởng gì? Ủa đây à? Tưởng gì? Ủa đây à? Ủa đây à? Tưởng gì? Tưởng gì? Ok, xanh mộ nha. Vào bo trước cái đã mọi người ơi. Ui, ghê vậy. Ghê vậy, ui ghê vậy. Ghê vậy anh em ơi, ghê vậy anh em ơi, ghê vậy anh em ơi. Ghê vậy, ghê vậy, ui. Thế này ghê rồi. Thế này thì ghê rồi anh em ơi. Quá ghê rồi chứ anh em. Quá ghê rồi chứ các bạn ơi. Quá ghê rồi chứ các bạn ơi. Ok, đã xanh mộ nhá. Ui, còn hai đứa nữa anh em ơi. Đậu xanh này. Mình đã chỗ này trong mò rồi anh em ơi, mình không phải ngại nhá. Ok anh em, à một đứa ngay phía trên này anh em ơi, một đứa ngay phía trên này. Hai đứa đang canh nhau nha. Ok anh em, trang bị nòng ba và ngồi chờ sẵn nha. Đúng rồi, xé nhau cả. Các bạn lại xé nhau cả, ok ok, hai đứa đang xé nhau rồi anh em ơi. Chuẩn bị cơ hội dành cho kẹo đến rồi nha anh em. Hẳn là xé nhau cả, mình đang trang bị nòng ba sẵn rồi nhá. Đúng rồi, chạy đi những người anh em. Các bạn đây, chạy đi các bạn đây. Chạy này. Chạy này, chạy này. Chạy đi, có giỏi chạy đi. Mình sấy cả hai đứa nha. Ok. Mình là mình sấy cả hai đứa rồi nhé mọi người. Đứa nào cũng sấy nha. Ok, đã xong. Một thằng nữa. Thằng nữa ngay phía trên cả. Ok, để coi nào. Đúng rồi em. Úi dồi ôi, làm quả đã bị hạ, buồn chưa. Đã bảo là vào bo thì không vào cơ. Ok. Như vậy là kẻ đã được tốt 1 với 11 kill ở trong kịch bản đấu này nhá. Với 25 mắt xem nha, tuyệt vời chưa anh em. Quẻ đã mừng nào. Quá đã. Yes anh em ơi. Anh em thấy ghê chưa? Ghê chưa các bạn ơi. Đây anh em, 11 kill tốt 1 rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.